đó là chị gái nó cũng không có. Bây giờ có ma hả cô? Ma, ghê vậy? Đâu? Thấy ma luôn. Trời ơi. Đó là 4-5 căn thì có hết. Ủa nghe nó cũng tin con người chứ. Con nó đóng xong rồi đi nó ma ra cũng đỏ hai mắt cái vô lùm riêng ngồi. À vậy là con nhỏ hợp đi chứ ta. Không biết nữa mà nghe mấy anh quay phim qua đây nói nè. Trời ơi vừa nghe nói ổn cục luôn chứ. Ừ mấy anh quay phim qua đây nói. Đang làm nhà lầu đó mà ông chịu cúng á. Rớt từ trên lầu, rớt từ cao, rớt xuống ngay cái lỗ. Là mấy người họ bỏ tiền ra để họ làm quay phim á. Đóng phim đúng không? Qua ngày sau chạy một bông hoa trái cây cho cúng cái bà luôn. Trời ơi. Sợ lắm đó. Chị nghe cái nhà lão gì cũng sợ. Là nhà đằng kia hay là nhà này cô? Hai ba nhà luôn, nhà nào cũng có. Nghĩa là trong đó là mấy căn biệt thự trong đó là đều có hết. Ừ, nói chung nhà nào cũng có đó. Là buổi tối là không ai dám đi đó luôn hả? Ừ. Người đó nhìn ghê lắm, người chiếu gì mà. Đúng rồi, nhìn chiếu mà thấy ghê đó trời luôn. Nãy con vô mà con nổi da gà luôn, giờ chạy đây uống nước nè. Vô ban ngày đỡ đó, vô buổi tối thì thấy cảnh. Vậy là nhiều người thấy ma trong đó lắm hả cô? Nói chung là ai mà nhẹ bóng vía dạ. Vô là lạnh người hết trơn luôn, vô không được đâu. Mà ai mà nặng thì vô được dạ. Mà ai phải dạng kìa. Bữa cái thằng nó nói cho cô 1 triệu nó bỏ lầu mà vô đừng có mang đèn gì vô, cô sợ cô nói vô. Dạ cho tiền bỏ đóng rồi cô dám vô đấy luôn. Ừ, bỏ 1 triệu trên lầu á, bây giờ dám vô. Vậy là lời đồn có thiệt hả? Có thiệt à. Xin mến chào tất cả mọi người đến video tiếp theo của Di. Hiện tại thì Di đang có mặt tại Long Khánh, Đồng Nai cả nhà. Thì trước mặt cả nhà đây là một cái căn biệt thự bỏ hoang thời Pháp khá là lâu đời rồi. Và theo như Di được biết cũng như là những bạn chia sẻ cho Di đến đây thì nói là cái căn biệt thự này khá là linh thiêng và rất là u ám. Hằng ngày cứ ai đi ngang tuyến đường này thì ít nhiều gì cũng có bị nhát hay là nghe những cái tiếng động sột soạt ở bên trên cái căn lầu trên kia. Thì Di không biết là có cái điều gì đó tâm linh hay không. Hôm nay Di sẽ đến đây để mà tìm hiểu, để coi thật sự bên trong cái căn biệt thự này có cái gì mà nhiều người lại đồn đoán như vậy. Còn bây giờ Di xin mời cả nhà cùng Di vào bên trong nha. Thì cái tuyến đường đi cả nhà, phía trước đây có cây cổ thụ rất là to luôn, hình như cây này là cây còng cả nhà. Đó, cây còng. Còn cái căn biệt thự thì nằm trong đây. Không biết là có tâm linh hay không nhưng mà mình cũng chưa vào đây lần nào, nhưng mà được nhiều bạn khán giả đồn đón chia sẻ như vậy. Thì bây giờ Di sẽ vào trong để mà khám phá. Này cả nhà, đây là cái đoạn đường đi vô nè. Thì ở đây Di thấy có một cái đường mòn. Anh nghĩ là cũng có xe hoặc là có ai đó đi đó vô đây. Dạ. Và xung quanh thì thấy rất là nhiều những cây to. Này như là cây sao đúng không ta? Chắc có thể là cây sao, em cũng không dành về mấy cái loại cây này nữa anh gì. Chỉ biết là cây bàng thôi. Đúng cây sao không cả nhà? Đi. Bên kia là có một cái bụi chuối, chuối kiển cả nhà. Thì cái căn biệt thự này là cái căn biệt thự kiểu thời Pháp ngày xưa, của những quan chức ngày xưa cả nhà. Mà bây giờ thì đã bị bỏ hoang rất là lâu rồi. Đa số những căn biệt thự hiện tại bây giờ thì thường là để trống vậy cả nhà, cũng không có ai tới lui cũng như cũng không có người qua lại nữa. Và chính vì thế thì mới có những cái lời đồn ma mị. Và hôm nay hai anh em mình sẽ có một cái cuộc hành trình khám phá thực tế để mình xem coi những lời đồn đó có thật sự đúng hay là không. Tại vì có những bạn khi mà đi đến đây á thì hay nói những câu từ ma mị khiến cho cái căn nhà trở nên là nó u ám hơn. Còn mình thì mình chỉ đến đây khám phá trực tiếp thôi. Có con gì trong bụi lùm? Thầy giới thiệu đi, xào xạc hết hồn luôn. Anh nghĩ là chuột hoặc là sóc. Con gì trong đó đó? Chuột hoặc là sóc. Dạ.
vậy nè cả nhà. Mà đúng là ma mị thiệt. Đứng ở cái vị trí này nhìn nó u ám ghê quá anh. U ám. Mấy gặp ngay cửa sổ mở kìa. Thấy vị trí đó ghê quá. Khiếp thiệt chứ. Nhưng mà anh vẫn thấy cái ngôi biệt thự này nó còn cái vẻ gọi là nó ấm áp hơn là cái căn biệt thự mà ở trên cái ngọn đồi rừng rừng điều mà dạ. Hai anh em khám phá. Dạ. Ở đây xung quanh thì cũng có một hai căn nhà. Ừ. Dân cũng đỡ hơn là cái ở rừng điều. Nó căn nhà thôi chứ thật sự khu này toàn là biệt thự không. Biệt thự. Đó. Và mình không biết lý do vì sao ở đây thì người ta không có tu sửa lại mà để nó xuống cấp nhiều đến vậy cả nhà, ngói rồi nó rụng hết trơn rồi. Và nếu như ở đây mà để mà trở thành một cái nơi gọi là tham quan du lịch đó thì nó sẽ hay hơn. Hoặc là cái căn này là của chủ ngày xưa và dạ. Ông chủ ngày xưa ông mất rồi nên là bây giờ hiện tại bây giờ nó cũng không có còn sử dụng nữa nên người ta cũng không tu sửa lại, anh nghĩ là vậy. Dạ. Anh nhìn thấy cũng cũ kỹ lắm rồi. Dạ. Rồi phía kia anh coi có hai cây cổ thụ kìa. Ừ. Quá trời bự luôn. Cây nào cây nấy như là cái này phải ba người ôm á anh. Ba người gì? Ba người ôm không nổi đâu. Này có chục người. Chục người á. Chục người không biết thấy gì. Quá bự. Này cây thông không? Đúng rồi anh, cây thông. Còn cây bên kia. Cây kia không biết. Chắc bây giờ chắc cả nhà cũng đang thắc mắc về bên trong cái căn biệt thự này có cái gì. Thì hai anh em mình cũng rất là thắc mắc cả nhà. Thì cũng cảm ơn những bạn khán giả đã chia sẻ cũng như là giới thiệu cho hai anh em mình đến cái căn biệt thự này để khám phá. Ở phía sau đó thì mình thấy có cái gì ta? Cái nhà hả? Nghĩ là cái gian nhà sau, nhà bếp gì quá. Nhưng mà có đường đi ra ngoài không? Nhưng mà có đường đi ra ngoài chắc mình cũng đi cả nhà. Đi thử không? Mà dạ, sợ gai quá. Mình sợ gai đây gai nè. Gai. Đi không? Ê, em nghĩ là dòng ở bên cây cổ thụ này hình như là cái mặt tiền nằm bên kia á. Ờ. Đúng không? Đi qua bên mấy cây cổ thụ á. Hay là mình đi khám phá cái biệt thự trước đi. Biệt thự trước đi, lát mình qua đây sau đi ha. Đúng rồi. Anh nghĩ chắc đó chắc là khu nhà bếp hoặc là khu nấu ăn gì á. Dạ. Đi. Biệt thự đi. Anh vẫn thích biệt thự ha. Biệt thự nó vẫn là cái gì đó mà nó gây cho mình cái sự tò mò. Đúng rồi. Ở đây thì trồng mấy cây bông đẹp ha. Cây gì cỏ dại nhưng mà nó cũng đẹp. Dạ. Đúng kiểu thời Pháp luôn. Cái mấy tường á kiểu như đắp kiểu xi măng ha. Đắp dạ. Xi măng là hay kiểu sần sùi. Đúng rồi. Cũng nhìn cũng hơi u ám xíu. Nhưng mà cũng không đến nổi. Anh nghĩ là cũng không đến nổi. Ui, nó không? Con gì? Mở ra một cây lú cái đầu ra cái he. Ôi, không có đâu. Là xỉu luôn. Ôi, cái gì đây? Bàn ghế gì mà. Tủ đồ. Chắc hết rồi. Không còn trong đây. Ok. Nhưng mà cẩn thận ngói. Nó rụng xuống. Ngói rụng xuống là bể đầu. Giải đồ. Thật sự là đẹp. Công nhận đẹp. Đứng từ hướng này nó thoáng mát ghê luôn anh. Thoáng mát. Đây là cái mặt tiền nữa à. Từ phía trước nè. Dạ. Để coi thử kìa. Nè, chỗ này là mặt tiền lên. Nè, chỗ này lên. Đúng rồi, để xe con nó chạy. Xe hơi chạy ở đây. Đúng rồi. Đây là mặt tiền ở đây. Ở đây có những cái bồn hoa nè. Ok. Mình đi lên lầu đi. Hình như em thấy có gắm nhang đây quá trời luôn á. Gì phải nhang không ta? Hả? Nhang hả? Nè. À.
Bồ e cắm gì ta? Đây còn đất đỏ luôn hả ta? Đất đỏ đúng không? Đúng rồi, đất đỏ. Ồ. Ở trên Đồng Nai thì hầu như là còn đất đỏ rất là nhiều cả nhà. Ở trong cái lỗ này có một cái con nè, có một con dế dũi. Anh bắt cho em coi nè, con cúc phải không? Phải dựng trùng đó, con cúc. Nếu mà gọi là có cái ống hút á, nè nó nè. Ừ. Thấy không? Đó. Hồi xưa anh hay chơi này nè. Đó, có thể thấy có cái đầu không? Dạ. Hồi xưa chơi em bỏ đây rồi nó bò tiêu à. Đi. Anh vẫn tò mò về cái căn biệt thự này. Thật sự nó rất là đẹp. Và cái điều đặc biệt là hôm nay nó rất là hoang tàn. Không biết là bên trong còn những đồ vật dụng gì hay không. Ở đây thì thấy có những cái chiếu, có thể là của người vô gia cư. Đúng rồi. Người ta đi đến đây. Đây gói. Cái điều đặc biệt là mũi rất là nhiều. Mũi nhiều lắm. Nãy giờ em bị chích quá trời. Em chích từ nãy giờ. Không biết là những căn phòng bên đây có gì. Ôi, ôi, còn đậu nhiều quá. Ừ. Quá trời luôn. Ghê vậy ta. Em nghĩ ở đây là mình có thể làm một cái khách sạn. Không. Anh nghĩ là cái ông chủ này là ngày xưa là bác sĩ hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngay chỗ giường bệnh nhân. Đúng rồi. Đèn cày kìa. Dạ. Ra khỏi đèn cày. Ủa có đèn cày nữa. Ừ. Ủa anh tưởng cái căn này nó không? Nó bình thường nhưng mà giờ vô đây thấy ghê nè. Ôi có cái quần. Cái quần này kiểu như mấy người nhà nước phải không ta? Quần kiểu ngày xưa. Quần xanh ngày xưa. Nè mùng mà anh chiếu gói nè. Quần kia không? Đúng rồi, em nghĩ là có thể là một cái bệnh viện. Một cái phòng khám. Cái phòng khám. Anh nghĩ là phòng khám tại gia. Dạ. Nè. Ủa mà sao lại có đèn cày nằm ở đây? Không biết. Không biết ai lại cắm cái đèn cày ở đây. Nhưng mà ở đây cắm chơi thôi chứ không phải là cầu cơ hay là gì sinh số gì đó nha. Cái gì? Đồ dưới giường của hàng. Cái gì ghê vậy? Đúng rồi, có thể là đây là một cái phòng khám anh. Kiểu tủ ngày xưa nó ấy ha. Kiểu tủ cái cửa gỗ à. Dạ. Đi, mình đi ra ngoài đi. Anh nghĩ là cái phòng mà để bệnh nhân nằm hay là phòng này của những cái gọi là cái người mà giúp việc ở đây cũng có thể, hay là toilet hả? Thật sự mình không ngờ là nó còn nhiều đồ vậy luôn á. Nhiều lắm anh. Sao em thấy sao? Em đang suy nghĩ tới. Ôi cái màn. Kiểu như là ở đây có một cái vụ gì xảy ra nè. Nên mới bỏ quen á. Chứ sao thì ông chủ cái ông kia ông chết rồi. Đúng rồi. Mình tôi có thể bỏ quen. Nè cái giường nè. Trong đây còn ghê hơn nữa. Dạ. Hồi mình khám phá đây chút đi. Sao vậy? Trong đó ghê lắm. Em coi cho nó cái gì vậy? Dạ.
Em coi cho nó cái gì. Ở đây có gì mà sợ gì? Kẹp. Ôi là trời. Bước vô coi. Nhang đèn vậy có tấm hình lộng kiến nữa. Thì lộng khung nữa. Có kiểu á. Nào. Cái chỗ này là cái gì ta? Sao có mùng màn chiếu gói kia? Có thể là ở đây là một cái phòng của ông chủ bà chủ hay sao? Mà sao nó nhang nhiều quá anh? Nè mùng nè. Đúng rồi. Mùng này có một kiểu à? Dạ. Nào cái lư hương nè, phải có hình gì không Quân? Dạ cái gông hình nè. Hiểu y chang đang thờ ai ở đây á. Này kiểu nhà bếp. Này cái này cái bàn trang điểm của người phụ nữ. Dạ. Có thể là của vợ của cái ông này. Ôi quá nhang kìa. Nhang nữa. Bởi vì anh nói sao phòng này quá trời nhang luôn. Làm gì thở vậy? Dạ. Làm gì thở vậy? Tự nhiên thấy mệt quá trời. Anh thấy đồ đạc nhiều thì mình hơi hơi ấy ấy thôi chứ cũng không đến nổi. Quần áo này đúng là gói dành cho những bệnh nhân luôn á. Dạ. Nghĩa là nếu mà không nhầm đây là có một bệnh viện của một ông bác sĩ đúng không? Đây có tờ giấy khen. Em coi em đọc coi cái gì phải bác sĩ không, tại vì những cái này thì quay lên không có được. Không phải anh, giấy khen. Quên. Giấy khen thôi. Giấy khen. Bằng năm mấy à? Có khen. 2013. 2013 không? Gì mới đây hết à? 2018. 2018 là bỏ hoang ngay 5 năm. Không đâu. Anh nghe nói là cái này là bỏ hoang lâu lắm rồi. Mấy chục năm rồi. Có thể là cái này là của ai đó người ta mang vào đây. Cái này kiểu thời Pháp ngày xưa mà. Đúng rồi. Lâu lắm. Trời ơi. Anh thờ nó kìa. Anh thờ đóng quá. Dạ. Kinh ngang. Cái này có cái gương nhìn ghê quá. Sợ thiệt cả nhà. Nãy giờ mấy phòng rồi ta? Căn này mình chưa đi nè. 4-5 phòng rồi đó. Căn này. Căn này hồi nãy mình nhìn vô đúng không? Đúng rồi. Điện thoại nó kêu giật mình luôn rồi đó. Bây giờ đang đi khám phá mà có cái gì đó giật mình. Có mấy cái bạch gì ta? Cái hộp gì cả? Cái gì? Hả? Đựng đồ. Hả? Đựng đồ. Đựng đồ gì? Mấy cái này là như của mấy... À, bao con sói. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Cả, cái hộp tủ nó có đồ á. Coi có gì đâu mà. Và mở ra có đồ cái cả nhà xem nhầm người, tao nói mình tham nữa. Y chang như clip bữa giờ với số. Nói vậy chứ còn gì đâu. Còn gì đâu còn. Chứ mà à, còn cái gian ta lụm hết rồi. Dễ gian được của ngoại. Còn ngoại ăn hết rồi. Ồ nhà tắm.
rất là rộng luôn. Ủa nhà tắm sao toilet để ngộ ta? Chúng ta phải để xây lại phải không? Sao để nằm ngoài đây? Tao không hiểu được. Đúng là thiết kế kiểu Pháp. Đây, ai nghĩ còn trên lầu nữa gì á? Đúng rồi, còn trên lầu anh. Rồi còn một phòng dưới đây mình chưa đi nữa nè. Là phòng này nè. Ừ. Ủa sao rộng dữ thần đó ta? Cả nhà nếu mà xem ở đây. Ủa, cái này nãy mình đi rồi. Đi rồi hả? Đi rồi, đi rồi. Lên lầu đi. Cả nhà nếu xem ở đây nhớ để lại cho hai anh em mình một like cũng như một lượt đăng ký nha. Thật sự là mình cũng rất cảm ơn những bạn khán giả đã chia sẻ về cái nơi này cho hai anh em tụi mình. Xe mình sẽ đi lên lầu coi bên trên nó sẽ có cái gì cả nha. Trên lầu thì có vẻ là nó u ám hơn. Hơi u ám. Ôi. Ôi có cái hộp gì ghê ta. Cái hộp gì lên đầu em coi. Đâu? Kìa. Cái này à? Ừ. À bồn nước. Bồn nước. Rộng ghê rồi. Khám phá từng phòng đi. Bên đây đi. Nhìn đây chưa nè. Đây nè. Trước mặt luôn nè. Đây. Ở đây còn lại một cái điểm. Còn lại cái điểm. Điểm. Có dơi kia quá nha. Kiểu xây ngày xưa nó lạ ha. Những cái chân xiên, những cái cây mà chống nhà chắc cũng là đồ. Có hiểu mà. Gỗ quý thôi. Dạ. Và cái điều đặc biệt nè. Toilet. Mày xây ngay nè. Thấy không? Dạ. Cũng lạ. Ở đây xây kỳ quá ha. Đây là cái bồn nước nha cả nhà. Bồn nước kiểu ngày xưa chứ giờ đâu ai xài cái này nữa anh. Bằng xi măng à? Đúng rồi. Giờ ta xài bằng bồn nhựa không à? Mấy đồng nó có gì đâu không? Leo lên hả? Sao leo được? Không được đâu. Chắc có điều bí ẩn đâu không ạ? Leo. Có được không? Ôi, ôi, nó thòng. Kiếm bể. Thật sự là nếu đây mình dọn dẹp lại nó cũng sạch sẽ, nó cũng đẹp lắm á. Còn đẹp lắm anh, tường thấy cũng còn cứng lắm ha. Bên đây còn có cái này, cái niệm. Còn ngủ ha. Có dơi. Dơi nó kêu cả nhà. Giường. Đúng là thời xưa cái giường có cái đó. Cái gì ta? Cái màu hồng hồng á. Cái để kiếm gương. Không? Ừ. Kiếm gương. Gương trang điểm. Đúng rồi. Ôi. Đứng nhìn ra cái ở đây ghê thật chứ. Em nghĩ là điều bí ẩn còn nằm trong phía đây nữa nè. Nó hai hồ nước. Bí ẩn hay không là cái căn nhà đó. Đúng rồi. Cả nhà nhớ xem hết clip nha. Em nghĩ là bí ẩn lắm á. Đúng là khám phá thực tế có khác nha. Không có sợ gì trơn nha. Nãy giờ vẫn chưa thấy con ma nào xuất hiện. Đúng rồi. Thì có sao mình anh em chia sẻ vậy cho cô chú anh chị thôi, chứ mình đâu biết làm gì hơn. Coi như cả nhà cuối tuần thì cả nhà xem video của hai anh em mình để giải trí cả nhà. Tại vì cuối tuần. Ủa? Sau những ngày làm việc mệt mỏi thì sẽ vào đây xem giải trí. Vệ sinh sao ai đem cái tủ gì trong đây sao? Em thấy có gì trong đây nè. Có không? Hết rồi. Nè cái hộp gì nè. Ui cái gì? Kim cương á. Phải không? Kim cương. Lập lên thử coi.
À, đúng là kim cương nhưng mà kim cương giả. Chỉ như đây mà kim cương bán chắc bọn tiền giàu lắm. Quá im luôn á. Lời to rồi. Lời to rồi. Lời vậy. Kim cương này trội lỗ đâu. Lỗ đâu. Đi vào phòng cái panel quân này. Thật sự là khi khám phá thực tế này thì hiện tại thì hai anh em mình vẫn chưa tìm thấy được cái gì hết cả nhà. Vẫn là những cái hình ảnh bình thường cũng như là những cái phòng. Mặc dù nó hơi u ám một xíu thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi là ghê rợn giống như là những lời đồn. Bởi vậy nhiều khi các bạn đi các bạn đồn quá. Vậy cũng gối không? Gối không? Bình sữa kìa. Đâu? Đó, ở ngoài. Cái chai xịt phòng á. Chai xịt phòng. Chui trống người rồi. Rồi đi qua kia. Dơi nhiều quá nha. Dơi thì cũng có vài con dơi. Đa số là những cái phòng, những cái tủ đồ. Phòng rộng thì chứ hầu như lúc nào phòng nào cũng có toilet hết trơn. Đúng rồi, mỗi phòng là đều có hết. Có gì không? Không. Không sao mặt nghiêm trọng quá vậy? Không mà mặt nghiêm trọng nha, mày cũng hết hồn quá. Nếu cả nhà xem tới đây nhớ để lại một like cũng như chia sẻ, hãy bình luận những ý kiến của cả nhà về căn biệt thự này giúp gì với lại Quân nha. Hai anh em mình cảm ơn rất nhiều những cái bình luận, những cái lượt like cũng như là những lượt chia sẻ. Đó là một cái niềm động lực rất là lớn cho hai anh em để mà hai anh em cùng nhau đi khám phá những câu chuyện mới. Nãy giờ em thấy rất là nhiều những cái hộp luôn mà không biết cái hộp này là hộp gì. Không hiểu được. Khó hiểu quá. Dạ không biết luôn. Không biết. Nếu mà cả nhà biết cái hộp này hộp gì chia sẻ cho anh em tụi mình. Đúng là kim cương. Đúng kim cương luôn á. Đây là kim cương nhân tạo. Dạ. Nhìn cả nhà. Nhiều. Thật thôi. Em nghĩ sao về căn nhà phía dưới? Em nghĩ căn nhà phía dưới có những cái điều gì nó nằm. Ôi, hết hồn. Dơi. Con coi này bay ngoài luôn á nè. Căn nhà phía dưới nó sẽ làm cái gì đó rất là đặc biệt. Em nghĩ là những khu gì à? Cái hộp đâu, cái hộp gì? Cái hộp tủ. Nè, ngấu lồ bể trơn. Đi đến đây chơi cũng rất là nguy hiểm. Anh nghĩ sẽ có cái điều gì đó phía dưới cái đúng rồi. Căn nhà. Nãy em cũng đang đặt cái nghi vấn. Bây giờ hai em đi xuống dưới đi. Ở cái dãy nhà dưới đó đó. Coi cái phía dưới nó sẽ có cái gì. Mà sao mà rong rêu rồi nó mọc tùm. Cả nhà hãy nán lại 1-2 phút để mà theo dõi hết cái video này cũng như là hết cái hành trình của anh em tụi mình nha. Nãy là cái hồ nước này cả nhà, hồ nước này là nãy mình thấy ở dưới rồi. Hồ nước ở dưới nè. Đi đây luôn đi. À, kiếm cây. Đâu có cây dưới chân này nè, em cầm, em cầm, em cầm. Đúng không? Thôi. Đi anh.
sợ rắn. Ừ, sợ rắn thôi. Sợ rắn đây nha. Ôi, cái con nhện nhện nè. Ôi ôi, nhện nha. Nhện độc quá. Thôi mà anh không quát chúng là nó chích anh á. Chích cái lụm của tỏi luôn. Không thấy được nó ta. Cầm ăn cây luôn. Cho cả nhà xem con nhện nhện độc nè. Ồ, ghê quá. Thấy không? Nó lẹ một cái thôi luôn. Đi. Kiến quá. Kiến con gì đây? Con gì buông cho nó luôn. Ừ. Kiến quá, đi lẹ qua kiến quá. Ui, nó cắn này vậy. Ừ, cắn quá. Không phá nhà cả nhà cực lắm cả nha. Nhưng mà vui. Nói chung là mình làm được những điều mình thích. Và cái thứ hai nữa là mang lại cái niềm vui cho cả nhà cũng như là những khán giả yêu quý trên kênh. Đó là cái điều may mắn và hạnh phúc nhất lớn nhất của anh em tụi mình. Gì anh? Ui con nhà nhện. Ôi cứ ghê quá. Ui kìa. Ôi ông nội ơi, hết hồn luôn. Nó bụp vô cái mặt của anh. Nó bụp luôn hả? Ờ. Ôi. Ủa cái này cái gì luôn? Cái quá vậy? Ôi. Nhà gì vậy? Ở đây con này bị ghê nè. Em nghĩ là ở đây là có thể là gian nhà bếp và gian nhà để những người làm người ta ở. Cũng có thể. Ở đây cái đó tôi để. Ôi, kệ để. Ôi, cái tấm màn hồi rắn bay bay kìa. Ôi ghê vậy, đi gian như con người đó. Nào. Ghê thiệt chứ. Ôi, có cái gò mối to lắm Quân ơi. Rồi, có cái gò mối. Anh thấy à? Đây, đây có thể là một cái hiện tượng tâm linh. Ôi, ôi, ôi chui, chui, chui. Ôi, 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 chết ghê quá. Ôi, xác chết. Ôi, con chim. Con gì đẹp dữ vậy? Con chim. Ôi. Con này con gì vậy anh? Con chim ăn cá vậy? Cái miệng nó đang ngậm cái con gì luôn á. Sao nó chết luôn? Ngông. Bị ngông chết. Nó ăn trúng ngông hay bội xích gì đó. Ôi, không biết là có cái điềm gì không nữa. Em có hay được nghe câu chim sa cá lị chưa? Đúng rồi. Vừa nói câu rồi nói có cái điểm tâm linh gì. Xem qua thấy nó liền. Trong đó một cái gò mối, hai gò mối luôn. Ừ, hai cái luôn. Ở trong đây con cái nữa. Giờ coi cái nào trước. Coi hai này đi. Cái này trước mắt mình coi trước đi. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ nha cả nhà. Ui, hai gò hai bên luôn hả? Ừ, hai gò hai bên luôn. Bên đây đi vô không biết có cái điềm gì hay không cả nha. Tự nhiên thấy con chim nó nằm đó là mình cũng sợ sợ. Đây nè, một gò mối nữa. Một gò mối. Ôi, bên kia có gò mối. Nó một cái gì thôi, một nấm hay gì là sáng sáng kìa. Ừ, thấy không? Ủa, nó chiếu chiếu ánh sáng luôn á. Ừ, em biết cả nhà thấy không, chiếu ánh sáng luôn. Ghê. Lại cho ta. Có những điều nó tâm linh lạ quá ta. Không thể tưởng tượng được.
hay còn chùm chìa khóa. Chìa khóa. Lâu dữ dằn mày. Lâu dữ lắm nè. Đây chìa khóa gì cả nha. Lâu dữ lắm rồi. Em nghĩ là cái căn này cũng phải ngoài là 60 năm quá. Ở 100 năm. Cái này nhìn ghê chứ. Chỗ đó là chỗ thờ quá. Đúng rồi anh, chỗ thờ. Có bóng đèn cà na đó kìa. Ừ. Mình đi vô đây thôi. Ngôi nhà bằng tường xong gỗ, cửa. Cửa dây leo. Ôi nhìn ớn thiệt. Nhìn sợ thiệt cả nha. Dạ. Những cái tấm này em nghĩ là có thể là thế cho cái tấm la phong hiện tại bây giờ đó anh. Phải không ta? Cái này có thể là ngày xưa người ta dùng những tấm này để chắn cho nó mát thôi ta. Cái là chằng ngang từ cái cột này qua cái cây này qua cây này. Cái kè qua cây xiên vậy đó. Dạ. Chắc mình đi kìa. Ủa còn có mối kìa. Đâu mối anh? Ừ. Đi không? À đây. Khiếp thiệt chứ. Cái hiện tượng tâm linh thì mình vẫn chưa thấy. Không. Có rồi. Thấy lúc nãy. Con chim sa. Hiện tượng nó khủng khiếp luôn. Vừa nói xong dứt câu là mình thấy luôn. Bởi vì em đoán là những cái gian phòng này có thể là có cái gì tâm linh với ẩn ở đây nè. Nhìn nó rất là u ám luôn, nằm sau những cái tán cây mà cây cối dây leo nó mọc. Phải nói là phủ nguyên cái căn nhà với sao mà nó u ám ghê quá. Thì hồi nãy giờ hai anh em mình cũng đi hết cái căn biệt thự bỏ hoang rồi nha. Thì chị đến đây chắc mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Để hai anh em mình tiếp tục trên cái chuyến đường đi tìm những cái căn biệt thự khác để quay cho cả nhà xem. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là ấn like, bình luận. Đó là cái niềm động lực lớn nhất của hai anh em mình. Thì còn bây giờ chắc Kia cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.